Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Mời các con tham khảo. Tập làm văn. Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Bài làm. Tuổi thơ của em cũng như bao bạn nhỏ khác luôn tràn ngập những câu chuyện cổ tích, ly kỳ, hấp dẫn. Trong số những chuyện mà em đã đọc, em thích nhất là chuyện cổ tích Cô bé lọ lem. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, em lại tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp, tính cách nhân hậu và những công việc vất vả của lọ lem. Nàng lọ lem trong tâm trí của em mang vẻ đẹp thanh khiết, là một thiếu nữ mới lớn, với dáng người thon thả, uyển chuyển. Cô ấy có nước da trắng hồng, mịn màng, với mái tóc vàng óng ả, luôn buộc gọn gàng. Khuôn mặt của lọ lem có hình trái xoan, lúc nào cũng rạng rỡ, hồng hào, nổi bật với đôi mắt xanh trong veo như hồ nước mùa thu. Sáng long lanh, ẩn dưới hàng lông mi, uốn cong tự nhiên, càng làm tăng vẻ quyến rũ. Hai gò má của cô lúc nào cũng phơn phớt hồng, trông thật đáng yêu, đôi môi đỏ trúng chím. Chẳng cần thoa son vẫn đủ tươi tắn, luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Nàng sống với mẹ kế độc ác và hai người chị kế, luôn phải ở trong căn hầm đầy bụi bẩn, nên lọ lem phải chịu số phận cay đắng, làm mọi việc trong nhà, luôn bị coi thường, chà đạp, đối xử không khác gì một người ở. Một mình nàng làm mọi công việc nặng nhọc, luôn chân, luôn tay từ sáng sớm đến đêm muộn. Từ việc giặt quần áo, nấu ăn, đến chăn gà, chăn ngựa, cả người nàng luôn lấm lem bên bộ váy rách rưới. Chính vì bộ dạng lem luốc nên cô mới bị gọi tên là lọ lem. Dù có bị khinh rẻ và miệt thị, nàng lọ lem trong tâm trí em không hề bi quan. Khuôn mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ, hồng hào. Nàng vẫn không ngừng ca hát, không hề than phiền để hăng say làm việc. Rồi một hôm, hoàng tử mở tiệc tiếp khách, có mời cả mấy mẹ con mụ dì ghẻ và cả lọ lem nữa. Nhưng mụ chỉ sắm sửa, trang điểm cho mình và hai đứa con xấu xí. Mụ còn bắt lọ lem nhặt hạt đỗ tới bong cả tay mà không được đi dự tiệc. Chỉ đến khi được bà tiên phù phép trong đêm dạ hội, lọ lem mới thoát ra được. Vỏ bọc xấu xí đó trở thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển, nhảy cùng hoàng tử. Hoàng tử đã tìm thấy vị hôn thê của đời mình. Lọ lem cưới nàng về làm vợ. Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Em thích nhất là tưởng tượng ra hình ảnh nàng công chúa lọ lem trong chiếc váy bồng bềnh khiêu vũ với hoàng tử trên sân khấu lớn. Lọ lem không chỉ xinh đẹp, hiền lành, mà còn vì tấm lòng nhân hậu, vị tha. Dù được làm công chúa đầy quyền lực, nhưng nàng cũng không nghĩ đến trừng phạt mụ dì ghẻ cùng hai chị kế của mình. Bài văn tưởng tượng lại và tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh.